Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2016. Breaking news của đài CNN và các hãng thông tấn quốc tế vừa mới cho biết là cách đây ít phút vào lúc giờ sáng tại tiểu bang Ohio đã có một vụ bắn xảy ra tại Ohio State University khiến cho tối thiểu là 8 người bị thương, trong đó có một người bị thương rất là nguy kịch thưa quý vị um, breaking news của cnn chỉ đưa ra một hàng tin ngắn và cho thấy một cái hiện trường là xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến uh, dày đặc trong khu vực sân trường của ohio state university và cảnh sát uh, báo động cho toàn thể sinh viên là nếu người nào đứng ở ngoài sân thì phải chạy vội nghe vào trong lớp học và khóa cửa lại uh, cnn cũng cho biết là có rất nhiều sinh viên đã phải nấp vào uh, phía dưới những cái gầm bàn để hy vọng là có thể bảo đảm được an ninh an toàn bản thân nếu mà tiếp tục xảy ra những vụ bắn. thưa quý vị Ohio State University là một trong những trường lớn nhất tại Hoa Kỳ với tổng số sinh viên ghi danh học là 65.000 sinh viên. Người ta chưa biết ai là hung thủ cái vụ bắn này và cái động cơ vụ bắn ra sao. Nhật báo người Việt online sẽ tiếp tục cập nhật tin này đến quý khán giả. Liên quan đến ông Trâm thì thưa quý vị cho tới chiều tối hôm Thanksgiving tức là lễ tạ ơn vừa qua thì kết quả đếm phiếu bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ cho thấy là ứng cử viên của đảng dân chủ Donald Clinton thắng phiếu phổ thông tức là phiếu quần chúng hơn ông Trump tới 2 triệu 100 ngàn phiếu và người ta ngờ rằng cái số phiếu nào vẫn tiếp tục còn được đếm và sẽ tăng lên cao. Tuy nhiên chắc có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của bầu cử bởi vì hệ thống bầu cử của nước Mỹ dựa trên ElectroVote, tức là cử tri đoàn. Dù vậy chăng nữa nhưng mà sáng ngày hôm qua thì ông Donald Trump đã theo thói quen gửi một cái tweet ra cho tất cả các hệ thống uh, mạng lưới social network. Ông nói rằng ông thắng cả cử tri đoàn lẫn phiếu phổ thông và sở dĩ mà trên các hãng thông tấn đưa ra thống kê rằng ông thua phiếu phổ thông, bởi vì trong cuộc bầu cử vừa qua thì có hàng triệu người đã đi bầu cử một cách bất hợp pháp hay là nói một cách khác hơn là ông uh, kết án rằng cái hệ thống bầu cử mà kết quả bắc liên tân thắng phiếu phổ thông là một uh, cuộc bầu cử gian lận. Ông cho biết là tại ba tiểu bang lớn đó là tại Wisconsin, Pennsylvania và Michigan, ông đều thắng cả hai loại phiếu là ElectroVote và uh, Popular Vote. Nhưng mà riêng Popular Vote thì uh, ông cho là gian lận. Uh, thưa quý vị, uh, tất cả những lời qua tiếng lại này của ông Donald Trump diễn ra trong bối cảnh khi mà, mà người ứng cử viên của đảng Green Party, tức là đảng xanh, vừa phát động một cái chiến dịch để kêu gọi đếm phiếu lại tại ba tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania và Michigan. Ờ, bà Jill uh, Stein đã thu được tổng cộng là 5 triệu 300 ngàn Mỹ Kim đủ số tiền để mà xin đếm phiếu lại từ Wisconsin. Và Wisconsin cho biết là họ sẽ bắt đầu cái tiến trình đếm phiếu lại uh, kể từ ngày hôm nay. Chưa biết uh, cái vụ lùm xùm này sẽ còn đi tới đâu nữa. Cũng liên quan đến ông Trump thì hãng thông tấn UPI cho biết là cuối tuần vừa qua thì ba cái đền thờ Hồi giáo tại California thứ nhất là Islamic Center tại Long Beach, thứ hai là Islamic Center of Claremont tại Pomona và cái thứ ba là Evergreen Islamic Center tại San Jose. cả ba cái đền thờ hồi giáo này đều nhận được những bức thư ở trong đó có lời lẽ đe dọa nói rằng nếu mà ông Trump tuyên bố đắc cử, xin lỗi quý vị, ông Trump lên cầm quyền vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới đây đó thì ông Trump sẽ đối xử với người hồi giáo y hệt như là Hitler sẽ đối xử đã đối xử với người do thái dẫn tới cái vụ um, diệt chủng ở trong thời đệ nhị thế chiến. À, những lá thư này còn nói rằng uh, uh, những người hồi giáo là con quái cái của quỷ Satan. Thì cái vị, cộng đồng hồi giáo hiện nay rất lo ngại là đang tiếp tục xảy ra những cái vụ uh, kỳ thị chủng tộc, uh, thậm chí tấn công nhắm vào cộng đồng hồi giáo. Kể từ ngày mùng tháng riêng vừa qua, tức là kể từ đêm kết quả của bầu cử được loan báo thì đã có trên 100 vụ chống các cộng đồng hồi giáo tại nước Mỹ xảy ra. Và theo một cái bản thống kê của cơ quan FBI thì um, so với năm 2014 uh, cái số vụ tấn công nhắm vào um, các cộng đồng sắc tộc dựa trên một cái tình cảm thù hận đã lệch tăng lên tới 67% và tổ chức Southern Poverty Law Center đưa ra một cái bản báo cáo cho biết là đã có 701 vụ tấn công nhắm vào những cộng đồng sắc tộc tính từ kết quả của bầu cử tổng thống được loan báo cho tới nay. Hôm chủ nhật vừa qua thì trên hệ thống Google Maps cái đâm xin lỗi cái bị Trump Tower tại New York đã bị biến mất và thay vào đó bằng với hàng chữ là đâm Tower. Chắc có lẽ là một người nào đó không thích ông Trump đã hack vào cái hệ thống của Google. Và việc này xảy ra vào hôm sáng chủ nhật còn hôm sáng thứ bảy thì một cái trụ sở khác của ông Trump, đó là Trump International Hotel and Tower tại Columbus, Seco, cũng đã bị đổi cái tên thành là Dum International Hotel and Tower. Chúng ta biết Dum theo tiếng Anh hiểu có nghĩa là ngu xuẩn hoặc là khờ khạo. Uh, Google Maps uh, đã hồi phục lại cái hệ thống của mình và sáng ngày hôm qua thì từ Dum Tower đã biến trở lại thành Trump Tower. Và cùng ông Trump. À, hàng hãng hàng không Hoa Kỳ Delta Airlines vừa mới lên tiếng xin lỗi là họ đã không có cái biện pháp mạnh để đuổi một uh, nam hành khách ra khỏi một cái chuyến bay bay từ Atlanta tới Allentown bởi vì người hành khách này đã đứng ngay giữa đường và giữa hai hàng ghế trên máy bay và thét to lên trời mắng những người ủng hộ uh, bà Clinton. Họ gọi những người ủng hộ bà Clinton, xin lỗi quý khán giả, là những con cho cái và họ nói rằng nếu mà những người đó cảm thấy không vui với cái việc ông Trump thắng cử đó thì lỗi không phải là những người ủng hộ ông Trump và đó là cái điều thật tệ hại cho những người ủng hộ bà Clinton. À, hôm nay thì ban giám đốc của Delta Airlines đã gửi ra một cái thư nói rằng họ rất tiếc về hành động đó và họ bảo đảm là sẽ chịu trách nhiệm về cái sự an toàn của hành khách trên máy bay đây là một bằng chứng nữa cho thấy là vẫn có cái tâm lý chia rẽ giữa những người bình và thắng và chống ông Trump, bình và uh, chống bạc Linh Tân trong cuộc bầu cử vừa qua. Liên quan đến vấn đề khủng bố, thì sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh của chính phủ Philippines loan báo là họ đã kịp thời uh, tìm được một uh, 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 cái quả bom uh, tự chế được đặt sát gần tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Manila. Uh, tất cả sự việc do một cái người quét đường tình cờ họ thấy um, có một cái vật uh, được gói trong một cái túi giấy vứt ở bên đường thì họ đã báo cảnh sát và cảnh sát tìm thấy đó là một cái quả đạn 81 ly gắn liền với một cái sợi dây điện và một cái hệ thống pin có thể kích hòa cái um, cái, um, cái quả mọc chê này uh, từ xa và nhân viên an ninh đã được uh, đưa tới để tháo gỡ ngoài nổ kịp thời nếu không cái vụ nổ này có thể gây ra một cái tác hại rất là lớn trong vòng 330 thước chung quanh và như vậy có thể sát thương rất là nhiều người. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Manila lên tiếng xác nhận cái việc mà gần tòa đại sứ lực lượng an ninh của Philippines tìm được cái quả bom tự chế này. Thưa quý vị, cái vật liệu mà chế bom sáng ngày hôm nay mà cảnh sát Manila tìm được rất giống với cái quả bom đã được đặt tại Davao City vào hôm tháng 9, khiến cho 14 người bị thiệt mạng. Và chính cái vụ nổ bom đó đã khiến cho Tổng thống Philippines là ông Duterte ra lệnh khẩn cấp tại khu vực Davao City. Họ ngờ rằng đây là một trong những hoạt động của những cái nhóm chống đối lại chính quyền của Tổng thống Duterte và cũng liên quan đến vấn đề âm mưu khủng bố. Thì an ninh tại Indonesia ngày hôm qua đã bắt giữ ba người bị nghi là có liên hệ đến tổ chức nhà nước khủng bố ISIS và ba người này có âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào tòa đại sứ Miến Điện tại thủ đô Jakarta. Phát ngôn viên của từ cảnh sát Indonesia nói rằng những người này có định tấn công bằng bom nhắm vào trụ sở của quốc hội um, Indonesia, trụ sở cảnh sát và tòa đại sứ Miến Điện cũng như là nhiều đài truyền hình khác. Bản tin của đài phát thanh RFI cũng như là bản tin của hãng thông tấn AP nhận định rằng sở dĩ có những cái mưu tấn công nhắm vào tòa đại sứ của Miến Điện là bởi vì quân đội Miến Điện trong thời gian gần đây đã tiến hành những cuộc hành quân và chiến dịch nhằm mục đích thanh lọc uh, sắc tộc nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Ro Rohingya. Ở trong nhiều tuần qua thì hàng ngàn người rohingya đã chạy qua bangladesh để xin tị nạn và nhiều nhân chứng nói rằng quân đội miến điện có hành động bạo lực là hãm hiếp tập thể tra tấn giết người và thảm sát nhắm vào cộng đồng người rohingya quân đội miến điện trong giai đoạn chế độ quân phiệt trước khi tiến mà chuyển sang dân chủ cũng đã có những hành động hãm hiếp và hành hung đối với những người thuộc sắc tộc karen họ phải chạy qua vùng biên giới giữa miền Điện và Thái Lan để xin tị nạn. Tại nước Úc và tiểu bang Victoria thì thưa quý vị đã có tối thiểu là 6 người bị thiệt mạng vì xiến. Và cái nguyên nhân gây ra cơn xiến này là bởi vì có một cái đợt bão thổi theo những cái phấn hoa và những cái phấn hoa này nó vỡ vụn là từng từng và mạnh nhỏ, mảnh nhỏ và nó những người um, hít vào phổi và bị uh, tử vong. Hiện nay thì có thêm 5 người nữa đang nằm ở trong intensive care, tức là trong những cái phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện và trong đó có tối thiểu là 3 người trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. À, theo tin của đài CNN thì có 8.000 người đã phải vào bệnh viện nằm uh, chữa trị trong thời gian mấy ngày vừa qua vì cái cơn bão nó mang theo phấn hoa đến cho nước Úc và đặc biệt là tiểu bang Victoria. Uh, CNN nói rằng tại nước Úc thì cứ 10 người thì trong đó có một người bị bệnh asthma. Đây là một trong những cái um, uh, hậu quả của tình trạng thời tiết cũng như phấn hoa tại nước Úc. Tại California, thì đài Fox News cho biết là luật sư đoàn tại California đang cân nhắc và thảo luận về một cái quy định mới. Uh, quy định này đã hiện diện 30 năm rồi nhưng mà họ sẽ sửa lại quy định này. Tức là sẽ ra lệnh cấm tất cả mọi luật sư Uh, trao đổi sex với uh, thân chủ của mình để mà thân chủ có thể hưởng được uh, cái dịch vụ uh, của luật sư trước tòa án mà không phải trả tiền uh, theo như những người mà ủng hộ cái luật cấm này họ nói là xưa nay đó không hề có sự bình đẳng giữa một luật sư và một uh, khách hàng một thân chủ nếu như vị luật sư đó muốn uh, Viên cớ là vì thân chủ không có đủ tiền để trả cho cái dịch vụ thay mặt cho họ biện hộ trước tòa Thì có thể đổi lại bằng thân xác Thì họ ủng hộ cái lệnh cấm này mà luật sư đoàn California đang thảo luận Tuy nhiên có một số luật sư khác thì bảo là cái hành động mà cấm đó xâm phạm một đời tư của những luật sư Ngay giờ phút này đã thì cái cuộc tranh cãi đó vẫn tiếp tục Mà người ta chưa biết là luật sư đoàn của California có thông qua được cái lệnh cấm này hay không về cái chết của nhà độc tài Fidel Castro hôm thứ Sáu vừa qua thì sáng hôm nay hãng thông tấn UPI cho biết là có tối thiểu 3 tài tử nổi tiếng của nước Mỹ đã lên tiếng kết án ông Fidel Castro. Thứ nhất là danh ca Che nói rằng Fidel Castro là một cái tay sát nhân và ông ta đã cư xử cũng như là cầm quyền tại Cuba như là một bạo chúa khát máu. Ở trong khi đó thì tài tử nam Andy Garcia rất điển trai và nổi tiếng trong phim The Godfather thì nói uh, Andy Garcia là người sinh đạt ở cuba nói rằng ông uh, muốn uh, nêu lên một vấn đề là thì trước tới giờ hiếm hoi có một người chết mà dân chúng đổ ra đường để mà vui mừng như vậy và cái chết của fidel castro trong khi cộng đồng người cuba tại hải ngoại cũng như người dân ở trong nước vui sướng như thế Chứng tỏ là Fidel Castro, cái chết của ông ta là tiêu biểu cho một chủ nghĩa tàn bạo đã chấm dứt tại Cuba. Và Andy Garcia còn lên án là Fidel Castro đã có những hành động tra tấn tù đầy và đối xử một cách tàn bạo với dân chúng Cuba cũng như là cộng đồng đồng tính tại đây. Và người cuối cùng cũng là một tài tử nổi tiếng là Gloria Estefan thì nói rằng di sản tệ hại nhất của chế độ Fidel Castro vẫn chưa chấm dứt qua một đêm được. Ý muốn nói là không thể một sớm một chiều mà cái sự tàn bạo đã chấm dứt. Bởi vì em trai của Fidel Castro là Ramos Castro vẫn còn cầm quyền tại Cuba. Và chế độ của Fidel Castro là một cái chế độ đã từng bảo trợ cho khủng bố, đã từng đàn áp những người bất đồng chính kiến và tù đầy không biết bao nhiêu người dân vô tội. Uh, cho nên uh, Gloria Estefan kết án đây là một cái chế độ toàn trị và chấm dứt kể từ khi Fidel Castro uh, chết vào hôm thứ Sáu nhưng mà di sản của nó vẫn còn uh, lưu lại từ Cuba một thời gian dài nữa. Và cuối cùng thì thưa quý vị uh, chế độ Cuba loan báo là bắt đầu từ ngày hôm nay và cho đến hết ngày Chủ nhật tuần này tức là ngày mùng 4 tháng 12 thì toàn quốc Cuba sẽ là quốc tang cho Fidel Castro. Dân chúng Cuba Ba và chế độ cộng sản Cuba làm chuyện đó thì người ta hiểu được. Nhưng mà dưới lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngày hôm nay thì ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nhà nước, uh, chính phủ và Ủy ban Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Cộng sản Việt Nam đưa ra một cái thông báo rằng sẽ tổ chức quốc tang cho Fidel Castro vào ngày uh, mùng uh, 4 tháng 12 sắp tới đây. Và trong thời gian này thì theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rú, có giải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. À, thưa quý vị, như vậy là Cộng sản Việt Nam đi sau Cộng sản Bắc Hàn và Venezuela cũng quyết định sẽ tổ chức tang quốc tang cho Fidel Castro. Đọc ở trên uh, mạng uh, sau sáng ngày hôm nay thì một số blogger Việt Nam bình luận rằng Cộng sản Việt Nam đang đóng vai trò thương vay khóc mướn. À, Bỏ là không ăn chơi nhưng mà chắc chắn là giới lãnh đạo đảng vẫn tiếp tục chè chén trong những ngày lễ cuối năm. Và cái này làm người ta nhớ đến một bài thơ trở thành một cái lời nguyên rùa của đối với Tố Hữu là một trong những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái lúc mà Stalin chết thì Tố Hữu đã khóc cái bài rằng thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương người, thương một, thương ông, thương mười. Sau này thì không biết bao nhiêu lời bình luận đã nói rằng không biết ngày bố mẹ Tố Hữu chết, Tố Hữu có khóc đến như thế không? Nhưng mà thương bay khóc mướn, khóc cho Stalin thì cả nước Việt Nam chỉ có một Tố Hữu vào thôi. Và đó là một trong những di sản nhục nhã nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ để lại. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai.